Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nón vô hiểm thuộc dòng nón ACA. Đây là một cái mẫu nón vô hiểm thuộc dạng 3/4, nhưng nó không có ôm sát mặt và gây khó chịu khi mà chúng ta dùng các dòng nón vô hiểm 3/4 khác như là M20 hoặc là các dòng nón mà giới trẻ hay đội hiện tại. Thì cái dòng nón này nó có một điểm đặc biệt là nó sẽ có một cái kính. Cái kính này nó giấu ở phía trong. Đây, mình có thể kéo ra âm vào. Đây là dòng M139 kính âm của ACA. Đây là tem bảo hành và giá bán và tem bảo hành. Đây, hiện tại mình có 3 mẫu, màu đen, màu xanh mực và màu đỏ đô. Đây, review cho các bạn coi. Cái kính nó sẽ thâu vào kéo ra như vậy, rất là tiện lợi. Mình có thể đi đội, có thể đi được ban đêm, đi được trời mưa. Và nó là nón 3/4 nên nó sẽ bảo vệ an toàn cho các bạn. Nhưng ở điểm thiết kế đặc biệt của cái nón này so với cái nón 3/4 khác là ở cái hai bên đây, nó làm bè ra. Thì đối với những ai mà có dòng đầu khoảng 59-60 thì đội các nón 3/4 khác thì rất là khó chịu vì nó bó sát vào hai cái má tay. Thì cái nón này nó lại không có xuống tới hai cái má tay, hai cái má, mà nó nằm lở ở phía trên, nên là mình có thể đội mà rất là thoải mái, người mình có thể đi rất là thoải mái. Này, mình có thể đi đường ngắn ở trong vòng thành phố rồi thì nó tạo cho mình cảm giác thoáng mát hơn. Mà nhưng mà xét về độ an toàn thì nó vẫn rất là an toàn. Này thì có cái size này mình có thể đội rất là nhiều vòng đầu. Đây là màu xanh mực. Đây là màu xanh mực. Đỏ đô. Kính thì có thể âm lên. Hiện tại thì nón này được nhà sản xuất đưa ra với giá là khoảng 350.000, nhưng mà hiện bên mình đang có một số khuyến mãi, các bạn có thể click vào cái link bên dưới để mua được cái giá khuyến mãi nhất có thể. Đây. Cái khoảng cách cái phần 3/4 cái phía dưới của nó ngắn hơn cái nón khác nên là nó sẽ không có bó vào cái má của mình nhiều. Cảm giác đội y như là những cái nón cối, nón bộ đội á. Dòng này thì cũng đang được rất nhiều người ưa chuộng.